Kết nối sản phẩm thực phẩm an toàn vào kênh phân phối hiện đại là chủ đề hội thảo vừa được Báo Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức với mục đích để các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm, các cơ quan thông tấn báo chí cùng chung tay tăng cường công tác truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Theo thống kê của Bộ Công Thương, hiện nay hệ thống bán lẻ hiện đại tại Việt Nam chiếm khoảng 25% tổng mức bán lẻ với tốc độ tăng trưởng đạt 11,8% một năm. Hàng hóa trong các hệ thống bán lẻ hiện đại đa số được kiểm soát về chất lượng, mẫu mã và giá cả. Hệ thống phân phối logistics chuyên nghiệp hơn so với chợ truyền thống. Tuy nhiên, công tác quản lý bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng là một công tác khó khăn và lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp liên ngành giữa các bộ, ban ngành trung ương và địa phương cùng sự chung tay đóng góp của các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm, người dân. Đối với những hoạt động như thế này của Bộ Công Thương thì là cái nơi mà giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giữa các doanh nghiệp sản xuất và những doanh nghiệp bán lẻ của chúng tôi. Tức là mình có cơ hội để được giao lưu, mình hiểu hơn về cái quy trình sản xuất của các nhà sản xuất, mình hiểu hơn về các cơ quan quản lý thị trường đang có những cái định hướng và những cái giải pháp ra làm sao. Và chúng tôi là những cái nhà phân phối, từ đó là cũng có thể mà cùng đồng hành với các cơ quan quản lý nhà nước và cũng với các cái doanh nghiệp mà họ có những cái ưu đãi trong cái việc là tiêu dùng xanh, để cùng chung tay mà đưa sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng. Nên tôi nghĩ cái chương trình này thực sự là ý nghĩa. Những cái chủ sàn giao dịch thương mại điện tử thì thường thì là họ sẽ không phải là cái đơn vị người trực tiếp bán hàng những cái thực phẩm này, cho nên những cái người bán hàng họ vẫn phải tự chịu trách nhiệm đối với những cái sản phẩm mình bán ra nó liên quan đến an toàn thực phẩm, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến tính mạng của con người và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái xã hội cũng như là uy tín của chính những doanh nghiệp của mình. Và những cái chủ sàn ấy, khi mà họ cho phép những cái người bán là những cái người mà kinh doanh các cái mặt hàng thực phẩm này thì phải cực kỳ là cẩn thận và lưu ý đối với những cái văn bản pháp luật hiện hành, đặc biệt là những cái loại hình thực phẩm mà mới quy định tại những cái luật hướng dẫn luật an toàn thực phẩm, để đảm bảo rằng là chúng ta luôn được cập nhật và chúng ta luôn được tiếp xúc được những cái thông tin mới nhất. Hội thảo có sự tham gia của hơn 300 đại biểu, đại diện cho các cơ quan chức năng, doanh nghiệp liên quan cùng thảo luận các chuyên đề như công tác chống buôn lậu lĩnh vực thực phẩm và tiêu dùng, quản lý thực phẩm trên môi trường thương mại điện tử, đẩy mạnh kết nối thực phẩm an toàn vào hệ thống phân phối hiện đại, xu hướng tiêu dùng xanh và tiêu dùng bền vững, v.v. Theo ban tổ chức, những hoạt động này sẽ góp phần hình thành chuỗi cung ứng tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn gắn với phát triển thị trường trong nước.